Kính chào quý vị khán giả, bây giờ là thời lượng dành cho chương trình Thời sự trưa của Truyền hình Nhân dân. Chương trình hôm nay thứ năm ngày 31 tháng 12 sẽ có những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự lễ kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống ngành kế hoạch và đầu tư. Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác dân vận nhiệm kỳ đại hội 12 của Đảng và tổng kết công tác dân vận năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Xuất khẩu năm 2020 vươn lên từ thách thức. Trong phần tin quốc tế, Mỹ áp thuế bổ sung đối với một số hàng hóa nhập khẩu từ EU. Nga phát triển thuốc chữa COVID-19 đầu tiên trên thế giới. Thưa quý vị, sáng nay Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dự lễ kỷ niệm 75 năm ngày thành lập ngành kế hoạch và đầu tư và lễ đón nhận huân chương độc lập hạng nhất. Cùng dự có đồng chí Phan Diễn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư. Suốt chặng đường 75 năm qua, quá trình hình thành, xây dựng và phát triển của ngành kế hoạch và đầu tư và thống kê luôn gắn liền với quá trình xây dựng và phát triển đất nước. Vì thế, trong những thành tựu phát triển đất nước có dấu ấn và đóng góp quan trọng của nhiều thế hệ cán bộ trong ngành qua các thời kỳ. Những nỗ lực ấy góp sức đưa Việt Nam từ một nước kém phát triển, thu nhập thấp, trở thành quốc gia đang phát triển có thu nhập trung bình, với vị thế quốc gia ngày càng được khẳng định trên trường quốc tế. Kể từ khi bắt đầu công cuộc đổi mới cho đến nay, ngành kế hoạch và đầu tư đã tham mưu các giải pháp, chính sách điều hành nền kinh tế, vượt qua các đợt khủng hoảng và suy thoái kinh tế thế giới trong các năm 1997, 2008, 2011. Đặc biệt, trước tác động nghiêm trọng của đại dịch COVID-19 năm 2020, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã nhanh chóng, chủ động, bám sát diễn biến tình hình. Ngay từ đầu năm, đã xây dựng các kịch bản điều hành nền kinh tế, kiến nghị các giải pháp hỗ trợ nền kinh tế phục hồi và duy trì tăng trưởng, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, chỉ đạo kịp thời, chính xác, hiệu quả các quyết sách nhằm thực hiện thành công mục tiêu kép, vừa kiểm soát tốt dịch bệnh COVID-19, vừa phục hồi và duy trì tăng trưởng nền kinh tế. Nhờ đó, Việt Nam đã được cộng đồng quốc tế ghi nhận và đánh giá cao là một trong số ít các quốc gia không chỉ thành công trong kiểm soát dịch bệnh mà còn đạt được kết quả tăng trưởng dương đạt 2,91%. Tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã trao huân chương độc lập hạng nhất cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư và huân chương lao động hạng nhất nhì ba cho các cá nhân tập thể có thành tích xuất sắc góp phần vào sự phát triển kinh tế của cả nước. Sáng nay tại Hà Nội, Ban Dân vận Trung ương đã tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết công tác dân vận nhiệm kỳ Đại hội 12 của Đảng và tổng kết công tác dân vận năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Tới dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, đồng chí Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư, đồng chí Trương Thị Mai, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, đồng chí Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, đồng chí Nguyễn Văn Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, cùng dự có các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng chí Trần Cẩm Tú, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, đồng chí Phan Đình Trạc, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, đồng chí Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Trong năm 2020, Ban Dân vận đã thực hiện 8 nhiệm vụ trọng tâm, đó là tham mưu cho Bộ Chính trị xây dựng chương trình công tác dân vận gắn với công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đổi mới phương thức hoạt động phù hợp với tình hình mới. Qua đó, công tác dân vận đã bảo đảm hiệu quả, thiết thực, góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, hoàn thiện chính sách pháp luật của nhà nước, phát huy hiệu quả cơ chế dân chủ trực tiếp và quyền làm chủ của nhân dân. Cùng với đó, công tác dân vận đối với đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài đã phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ, người có uy tín ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào có đạo, người Việt Nam ở nước ngoài ngày càng hiệu quả. Công tác đối ngoại nhân dân, dân vận ở vùng biên giới được chú trọng, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia, tăng cường tình đoàn kết hữu nghị, hợp tác cùng phát triển với nhân dân các nước láng giềng. Thưa quý vị, sáng nay 31 tháng 12 tại thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ công bố nghị quyết số 111 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập thành phố Thủ Đức thuộc thành phố Hồ Chí Minh. Tham dự buổi lễ có các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, đồng chí Lê Hồng Anh, nguyên Thường trực Ban Bí thư, đồng chí Trương Vĩnh Trọng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ,
đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các sở ban ngành trung ương và địa phương. Đồng chí Uông Chu Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội đã trao nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập thành phố Thủ Đức thuộc Thành phố Hồ Chí Minh cho lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh. Sau 60 ngày kể từ ngày 1 tháng 3 năm 2021, từng đơn vị hành chính, các cơ quan tổ chức ở đơn vị hành chính mới phải hoàn thành xong việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, bảo đảm sự ổn định, không làm ảnh hưởng đến nhân dân và hoạt động kinh tế của các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn. Nội dung tổ chức bao gồm sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện để thành lập thành phố Thủ Đức với diện tích tự nhiên 211,56 km vuông và dân số 1.013.795 người với 34 phường. Thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, thành lập Tòa nhân dân thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh và thành lập Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, tại thành phố Đà Nẵng, các hoạt động lễ hội Đà Nẵng chào năm mới 2021 diễn ra từ ngày 29 tháng 12 năm 2020 đến hết ngày 2 tháng 1 năm 2021 đã và đang thu hút đông đảo người dân và du khách. Sự kiện diễn ra với nhiều hoạt động đặc sắc hấp dẫn, kỳ vọng một năm mới nhiều khởi sắc cho ngành du lịch của thành phố. Hàng đêm, cùng với nhiều chương trình biểu diễn nghệ thuật, thực khách còn được thưởng thức các món ăn địa phương và quốc tế như mì Quảng, hủ tiếu, phở, miến trộn, mì Ý, hoành thánh và mì udon. Năm 2020 là một năm đã xảy ra rất nhiều biến động, cũng như là dịch Covid đã gây ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến toàn cầu. Mong một sang năm mới 2021 này, chúng ta sẽ có một năm mới với nhiều đổi mới, nhiều may mắn và hạnh phúc đến với gia đình cũng như là mọi người. Theo Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng, để đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh Covid-19 cho du khách và người dân tham gia lễ hội, tại tất cả các điểm vui chơi giải trí của lễ hội đều được trang bị nước sát khuẩn, phát khẩu trang miễn phí và thực hiện phòng chống Covid-19 theo thông điệp 5.0 của Bộ Y tế nhằm khôi phục du lịch cũng như đảm bảo được sự an toàn. Chúng tôi luôn kỳ vọng vào cái việc chúng ta có thể kiểm soát được cái tình hình dịch bệnh trong thời gian sớm nhất để phục hồi các hoạt động kinh tế xã hội nói chung, trong đó có du lịch và cái chương trình lễ hội chào năm mới 2021. Là một trong những cái hoạt động để mà góp phần cho cái việc phục hồi du lịch của thành phố trong cái thời gian tới. Từ nay đến hết ngày 2 tháng 1, người dân và du khách tiếp tục được trải nghiệm nhiều hoạt động hấp dẫn với các chương trình nghệ thuật đặc sắc diễn ra hàng đêm tại hai bên bờ sông Hàn và công viên châu Á Đà Nẵng. Điểm nhấn của chương trình sẽ là sự kiện đếm ngược chào năm mới 2021 diễn ra vào tối nay 31 tháng 12 tại quảng trường 29 tháng 3 và tối 1 tháng 1 là du thuyền trải nghiệm trên sông Hàn, ngắm cầu rồng phun nước, phun lửa, hứa hẹn sẽ mang đến cho du khách và người dân những trải nghiệm thú vị. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hà Nội yêu cầu các cấp, các ngành tiếp tục tăng cường công tác truyền thông về phòng chống dịch, tuyệt đối không lơ là chủ quan. Ban chỉ đạo thành phố cũng lưu ý các sở ngành và địa phương chủ động triển khai công tác phòng chống dịch trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch và sẵn sàng bảo đảm an toàn tuyệt đối Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Đặc biệt các quận Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Nam Từ Liêm thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo đảm công tác phòng chống dịch tại 3 điểm bắn pháo hoa dịp Tết Dương lịch. Người đứng đầu các sở ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Ban chỉ đạo thành phố nếu để các đơn vị, cơ sở, các tổ chức cá nhân trên địa bàn quản lý vi phạm quy định của Bộ Y tế và thành phố Hà Nội về công tác phòng chống dịch COVID-19. Thưa quý vị, cuối năm cũng là dịp các hoạt động mua sắm, đi chơi tập trung đông người gia tăng, nhất là dịp Tết Dương lịch, Tết âm lịch đang gần kề. Thế nhưng đây cũng là nguy cơ có thể khiến dịch bệnh COVID-19 lây lan nếu như mọi người tiếp tục có tâm lý chủ quan, không thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Bến xe Giáp Bát ngày cuối năm, lượng người và phương tiện đã tăng lên đáng kể. Thế nhưng, điều dễ nhận thấy là nhiều người dân dường như đã quên mất sự hiện diện của dịch bệnh COVID-19. Những chiếc khẩu trang không còn được nhiều người dân sử dụng. Nhiều nhà xe cũng không còn chuẩn bị dung dịch rửa tay khô dành cho hành khách. Khi mà phải có người nhắc, đấy bảo vệ hay là các bác bảo vệ hay là công an nhắc thì với và đeo cũng không, nhiều người cũng không đeo. Đa số lúc nào ở trên xe có nước rửa tay đấy khô
còn xe này thì mấy anh em đi thì đều không có. Một số người thì cũng đã bỏ đeo khẩu trang và khá lơ là trong cái vấn đề này. Thì mình thường thường thì mọi người ở trên xe thì cũng đã thỉnh thoảng cũng đã nhắc nhở nhau là nên giữ một cái vệ sinh chung, đó là đeo, tối thiểu đó là đeo khẩu trang khi mà lên xe, khi mà tụ tập với đông người. Mình rất là mong là cơ quan chức năng sẽ xử lý nghiêm minh hơn theo luật. Tình hình dịch COVID-19 trên thế giới và trong khu vực vẫn đang diễn biến phức tạp khó lường. Đặc biệt, hiện nay đã xuất hiện chủng virus mới, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm hơn. Thế nhưng tại Việt Nam, tâm lý chủ quan đã bắt đầu xuất hiện. Nhiều biện pháp phòng dịch cơ bản không còn được duy trì hoặc chỉ còn được thực hiện mang tính hình thức. Ở trong cái khu vực phố đi bộ thì nó có cái hiện tượng tức là các chốt trực thì người dân đi vào thì về cơ bản là tuân thủ cái quy định của địa phương, quy định về phòng chống dịch, tức là đều đeo khẩu trang. Các cái trường hợp không đeo khẩu trang thì các cái lực lượng không cho vào tham gia vào khu phố đi bộ. Đấy. Tuy nhiên thì sau khi mà vào trong phố đi bộ thì người dân có cái hiện tượng là không đeo khẩu trang, tự lại tháo khẩu trang ra bỏ túi. Tôi kêu gọi là tất cả hệ thống từ các lực lượng chuyên trách chống dịch đến toàn thể hệ thống trong cả nước, các doanh nghiệp và người dân, chúng ta cùng nhau mỗi một người chịu khó một chút thực hiện nghiêm các cái biện pháp chống dịch, các khuyến nghị của ngành y tế, thực hiện cập nhật vào để tất cả chúng ta là đều an toàn. Và đấy chính là cái sự đóng góp tốt nhất vì mình, vì quê hương đất nước này, để sao cho chúng ta giữ ít nhất là chúng ta có một cái Tết an toàn. Cuối năm, nhu cầu đi lại mua sắm cũng như các hoạt động tập trung đông người cũng tăng lên đáng kể. Cùng với đó là tình trạng vượt biên, xuất nhập cảnh trái phép cũng đang có chiều hướng nóng trở lại, tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây lan dịch bệnh nếu như mỗi người dân không tự chủ động nâng cao ý thức phòng dịch cho chính mình. Chiều qua 30 tháng 12, Học viện Quân y cho biết hiện có tổng cộng 31 người được tiêm thử nghiệm vaccine COVID-19 Made in Việt Nam, trong đó có khoảng 60-70% xuất hiện các phản ứng phụ như là sốt nhẹ hoặc đau nhẹ chỗ tiêm. Hầu hết những trường hợp bị sốt đều chỉ từ 37,1 độ C và cao nhất là 37,8 độ, chưa cần dùng đến thuốc. Cảm giác đau nhẹ đa số cũng chỉ xuất hiện trong 1-2 tiếng sau khi tiêm. Phía học viện nhận định đây là những phản ứng phụ hoàn toàn bình thường khi tiêm vaccine, bởi lúc này cơ thể sẽ sản sinh ra kháng thể chống lại kháng nguyên có trong vaccine. Hầu hết những người có phản ứng phụ đều hết hoàn toàn sau 24 giờ. Bộ Y tế và Học viện Quân y khẳng định mục tiêu tối thượng của nghiên cứu là phải bảo đảm an toàn cho tình nguyện viên tham gia. Nếu phát hiện có bất thường, nhóm nghiên cứu sẽ ngừng thử nghiệm ngay lập tức. Thưa quý vị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bạc Liêu vừa ra công văn yêu cầu các cơ quan địa phương, nhất là thành phố Bạc Liêu, có bệnh nhân số 1440 đi qua, cần khẩn trương phối hợp với tỉnh Vĩnh Long tổ chức truy vết các trường hợp tiếp xúc. Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng yêu cầu công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các địa phương và ngành y tế, khẩn trương tổ chức truy đối tượng nữ nhập cảnh trái phép trốn về Bạc Liêu, thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch, không để dịch bệnh lây lan ra cộng đồng. Mặt khác, các cơ quan có trách nhiệm cần kiểm soát chặt chẽ người nhập cảnh, nhất là nhập cảnh trái phép qua đường mòn lối mở, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm và những tổ chức cá nhân liên quan đến việc đưa người chứa chấp người nhập cảnh trái phép. Xin được chuyển sang một thông tin khác. Hôm nay 31 tháng 12 là ngày rét đậm rét hại thứ hai ở Bắc Bộ, Thanh Hóa tới Hà Tĩnh. Trong hôm nay, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Nam Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh nên các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa có mưa, có nơi mưa vừa mưa to. Khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời rét đậm rét hại, trọng tâm rét hại tập trung ở Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 6 đến 9 độ C, vùng núi là từ 3 đến 6 độ C, vùng núi cao dưới 0 độ và có khả năng cao xảy ra băng giá và sương muối. Khu vực Trung Trung Bộ trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến là từ 13 đến 16 độ C. Các tỉnh Nam Trung Bộ, Tây Nguyên trời chuyển lạnh, Nam Bộ chuyển lạnh vào đêm và sáng sớm. Tiếp theo chương trình, khởi công dự án sân bay quốc tế Long Thành đầu năm 2021. Xuất khẩu năm 2020 vươn lên từ thách thức. Thưa quý vị và các bạn, hôm qua tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, công ty cổ phần cảng Quy Nhơn đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 45 năm ngày thành lập và đón tấn hàng thứ 11 triệu thông qua cảng trong năm 2020.
Cảng Quy Nhơn là đầu mối giao thông quan trọng, cửa ngõ ra Biển Đông của khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và các nước trong tiểu vùng sông Mekong. Với vị trí địa lý thuận lợi, luồng tàu có thể tiếp nhận được các loại tàu đến 30.000 tấn cập cảng và tàu 50.000 tấn giảm tải. Năm 2020, kinh tế thế giới và trong nước gặp nhiều khó khăn bất lợi, nhưng cảng Quy Nhơn vẫn có bước tăng trưởng ấn tượng. Sản lượng hàng hóa thông qua cảng đạt mốc kỷ lục 11 triệu tấn, lợi nhuận đạt 146 tỷ đồng, nộp ngân sách địa phương đạt 65,7 tỷ đồng. Cảng Quy Nhơn đã khai trương tuyến dịch vụ vận tải trực tiếp từ Bình Định đi các nước khu vực Đông Bắc Á. Thời gian đến, cảng Quy Nhơn sẽ tiếp tục được đầu tư mở rộng, nâng cao năng lực xếp dỡ hàng hóa, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp, áp dụng công nghệ hiện đại vào quy trình sản xuất để mang đến cho khách hàng những dịch vụ tốt nhất. Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam cho biết sẽ tổ chức lễ khởi công xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 vào sáng ngày 5 tháng 1 năm 2021, hạng mục giả phá bom mìn. Tổng mức đầu tư dự án giai đoạn 1 là trên 109.000 tỷ đồng, dự kiến sẽ hoàn thành giai đoạn 1 vào năm 2025. Trước đó, vào giữa tháng 11 năm 2020, Thủ tướng đã phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1. Dự án sẽ xây dựng một đường cất hạ cánh, một nhà ga hành khách cùng các hạng mục phụ trợ với công suất 25 triệu hành khách mỗi năm, 1,2 triệu tấn hàng hóa một năm. Năm 2020 sắp khép lại, một năm đầy biến động cho xuất khẩu Việt Nam với những ảnh hưởng từ COVID-19. Có thời điểm đầu ra của sản phẩm gần như bị đóng băng. Vướng đầu gỡ đó, các doanh nghiệp, ngành hàng đã vượt lên khó khăn để đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa. Đây là đóng góp quan trọng để nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng dương. Hàng hóa bị phong tỏa, các quốc gia cấm biên, nguyên liệu sản xuất thiếu hụt, giá trị đơn hàng suy giảm. Đây là tình trạng chung của nhiều doanh nghiệp xuất khẩu gặp phải trong năm 2020. Những tháng cuối năm, các doanh nghiệp, ngành hàng đã phải nỗ lực lội ngược dòng. Trong cái giai đoạn đầu là chúng ta thiếu hụt một số các cái vật tư phụ liệu từ Trung Quốc. Đến cái giai đoạn căng thẳng nhất Covid á, thì chúng ta phải lo đảm bảo cái an toàn sức khỏe cho người công nhân. Và đặc biệt là ứng phó với những cái việc mà đơn hàng sụt giảm khi mà sức mua trở lại đó thì các doanh nghiệp đều rất là nỗ lực trong việc tăng tốc để mà có những cái tăng trưởng vào những cái tháng cuối năm rất là ấn tượng. Không ít ngành hàng đã phải tìm hướng đi mới và thoát hiểm từ các thị trường ngách, thay đổi cơ cấu dòng sản phẩm, đồng thời hình thành các chuỗi liên kết mạnh mẽ để giúp các doanh nghiệp giữ vững đơn hàng. Chưa bao giờ cái liên kết chuỗi mà nó sôi động và nó gắn kết với nhau như bây giờ. Như cái đại dịch Covid-19 này, chính cái đại dịch Covid thì nó lại cho chúng ta một cái bài học, nó cho chúng ta một cái cơ hội để liên kết chuỗi. Liên kết chuỗi ở đây là liên kết chuỗi liên quan đến vấn đề cái phần cung thiếu hụt. Liên kết chuỗi liên quan đến vấn đề cái đơn hàng. Để duy trì xuất khẩu, những giải pháp từ chính phủ đã được các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp thực thi, hoàn thành mục tiêu kép, vừa bảo đảm chống dịch, vừa giữ đà tăng trưởng kinh tế. Bên cạnh đó, các hiệp định thương mại tự do đã trở thành động lực giúp gia tăng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam. Hoàn toàn không phải ngẫu nhiên và mà chúng ta đã trở thành một cái quốc gia xuất khẩu đứng hàng thứ 22 thế giới và chúng ta là cái quốc gia mà có cái tỷ trọng về xuất nhập khẩu đứng hàng thứ 26 của thế giới. Và tốc độ tăng trưởng của chúng ta thường xuyên trong thập kỷ vừa qua là của cái xuất nhập khẩu chúng ta ở mức là từ 8 cho đến 10%. Và điều đó thì cho thấy là chúng ta đã khai thác tốt cái cơ hội thị trường. 281,5 tỷ đô la Mỹ là kim ngạch xuất khẩu ước tính của Việt Nam trong năm 2020, tăng 6,5% so với năm 2019, ngay cả trong bối cảnh đầy khó khăn và thách thức. Con số xuất siêu 19,1 tỷ đô la Mỹ, mức cao nhất trong 5 năm qua, cũng là minh chứng cho sức bật của các doanh nghiệp, của cả nền kinh tế Việt Nam. Đây cũng sẽ là đòn bẩy để xuất khẩu Việt Nam tiếp tục vươn lên trong năm 2021. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành quyết định về mức lãi suất cho vay ưu đãi của tổ chức tín dụng được chỉ định đối với khách hàng vay vốn đầu tư xây dựng nhà ở xã hội. Theo quy định mới, mức lãi suất cho vay ưu đãi của tổ chức tín dụng được chỉ định đối với khách hàng vay vốn đầu tư xây dựng nhà ở xã hội để cho thuê mua bán là 4,8% một năm. Mức lãi suất cho vay ưu đãi đối với khách hàng vay vốn đầu tư xây dựng nhà ở xã hội để cho thuê là 4,3% một năm. Quyết định mới ban hành có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2021. Trong 6 năm trở lại đây, người dân xã Tân Tây, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An đã mạnh dạn chuyển đổi đất lúa, đất tràm, đất phèn sang trồng mai vàng, mang lại thu nhập cao gấp 20 lần trồng lúa.
Làng Mai Vàng Tân Tây hình thành từ những hộ gia đình trồng rải rác để vui chơi và bán lẻ mỗi dịp Tết. So với trồng lúa hai vụ, hiệu quả cao gấp nhiều lần. Từ đó bà con đã mạnh dạn đầu tư phát triển. Hiện nay làng Mai Vàng đã có hơn 300 hộ với 260 hectare mai. Sau khi mà trừ chi phí mà trong 4 năm á, thì cái lợi nhuận 800 triệu, khoảng 800 triệu trên một ha. Là cho bình quân á nha, bình quân là một năm á. Có nghĩa là từ cây mai mà thấy rõ nét, vì so sánh với cái lúa thì cây mai này rất là bền vững. Là so với 4 năm trở về đây thì bà con nông dân thấy là giàu lên có thấy. Ngày Tết cận kề, các thương lái từ các tỉnh, thành phố như Bến Tre, Vĩnh Long, Đồng Tháp và thành phố Hồ Chí Minh luôn túc trực để thu mua mai vàng tại hơn 300 hộ dân ở làng Mai Tân Tây, huyện Thạnh Hóa về bán chợ Tết. Theo thống kê từ đầu năm đến nay, tổng thu nhập của bà con trong làng Mai thì nó khoảng trên 70 tỷ. Thì do đó thì so với cây lúa thì cái thu nhập so với cái lợi nhuận nó cao khoảng gấp 20 lần so với cây lúa. Với sự phát triển nhanh chóng về diện tích và số lượng cây mai, vùng Đồng Tháp 10 đã và đang trở thành vùng đất của mai vàng, góp phần tô điểm hương sắc mùa xuân phương Nam thêm rực rỡ. Mặc dù năm nay gặp nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh, nhưng công ty cổ phần cao su Lai Châu 2 vẫn luôn sát cánh và bảo đảm quyền lợi cho người lao động. Công ty đã tạo việc làm cho trên 300 lao động là người dân các dân tộc khó khăn, người ở địa bàn có nguy cơ sạt lở cao và đối tượng lao động chui sang Trung Quốc trở về địa phương. Nhìn những công nhân lành nghề này, ít ai biết trước đây họ chỉ là những người dân khó khăn ở các vùng đất có nguy cơ sạt lở. Thậm chí có người từng là lao động chui sang Trung Quốc trở về với hai bàn tay trắng. Nhờ được tạo việc làm và có thu nhập ổn định từ làm công nhân cao su ngay trên mảnh đất quê hương mà những khuôn mặt vốn khắc khổ đã trở nên rạng ngời. Công ty cũng thanh toán chúng tôi là hơn 10 triệu. Là cũng có sinh hoạt hàng ngày. Cho con cái đi học, rồi cũng không vất vả như hơi mà chúng tôi ở nhà nữa. Để bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp chính đáng cho công nhân viên chức lao động, Công đoàn Công ty Cao su 2 Lai Châu đặc biệt quan tâm tới các chế độ chính sách như lương, thưởng, chế độ nghỉ thai sản và thường xuyên đảm bảo về an toàn, vệ sinh lao động. Công ty cũng giao nhiệm vụ cho công đoàn công ty là trích tiền quỹ công đoàn công ty để cho công nhân vay một cái số vốn để chăn nuôi trâu bò, lợn gà. Cho nên là trong những cái năm bước vào cái sản xuất kinh doanh khai thác mủ thì như vậy là mỗi công nhân về với công ty là họ rất yên tâm công tác sản xuất. Với những giải pháp linh hoạt trong việc đảm bảo chế độ chính sách, tạo môi trường làm việc thuận lợi, công đoàn đang là sợi dây gắn kết giữa người lao động với công ty cổ phần cao su Lai Châu 2, từ đó thu hút, khích lệ, động viên cả về đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập, xóa đói giảm nghèo cho người dân địa phương. Thưa quý vị, câu chuyện xử lý vi phạm liên quan đến tải trọng phương tiện luôn là một trong những vấn đề nóng của các ngành chức năng. Dù liên tục giao quân xử lý, nhưng thực trạng này vẫn gây nhức nhối, đặc biệt khi càng về cuối năm, nhu cầu vận tải càng lớn. Mới đây, Bộ Giao thông Vận tải đã có ý kiến về việc đầu tư dự án xây dựng, lắp đặt hệ thống thiết bị cân kiểm soát tải trọng xe tại các tuyến đường của Hà Nội. Bộ Giao thông Vận tải đề nghị Hà Nội đẩy nhanh tiến độ đầu tư dự án. Vậy các chuyên gia đánh giá như thế nào về vấn đề này? Xin mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự dưới đây. Tuyến đường Phạm Văn Đồng, thành phố Hà Nội, tình trạng xe chạy quá tải xảy ra thường xuyên bởi khu vực này đang có mật độ công trình xây dựng khá lớn. Tuy nhiên, để xử lý một phương tiện thì lực lượng chức năng cũng gặp không ít khó khăn. Lực lượng cảnh sát giao thông nó cắm chốt xử lý dừng một xe thì sẽ báo theo các cái xe sau là không chạy qua tuyến đường đấy, chạy qua các tuyến khác hoặc là chờ lúc mà lực lượng xử lý di chuyển thì lại mới bắt đầu tiếp tục hoạt động. Còn đây là hình ảnh trạm cân tự động trên quốc lộ 5 được triển khai từ tháng 8 vừa qua. Những kết quả khi có được sẽ đạt tỷ lệ chính xác khá cao. Nhờ tích hợp công nghệ thông tin hiện đại, hệ thống cân điện tử này có thể thực hiện cân tải trọng khi xe ở trạng thái dừng hoặc di chuyển ở vận tốc lên đến 80 km/h. Qua thời gian hoạt động và dựa trên cái điều kiện của Việt Nam và khí hậu của Việt Nam thì cái độ sai số của cân trong cái khoảng cộng trừ 3% sai số như thế là đối với cân động rất là tốt. Mới đây, đại diện Bộ Giao thông Vận tải cho biết,
việc đầu tư dự án xây dựng, lắp đặt hệ thống cân kiểm soát tải trọng xe trên đường bộ thuộc địa bàn thành phố Hà Nội là cần thiết và cấp bách nhằm kiểm soát có hiệu quả tình trạng phương tiện chở hàng quá tải. Tuy nhiên, theo các chuyên gia giao thông, việc bố trí đặt trạm cân cần phải nghiên cứu cẩn thận và hợp lý. Thế thì chúng ta phải đặt đến vị trí mà không có cách nào. Nói đúng hơn là ví dụ như là vào Hà Nội có 10 đường chúng ta đặt cả 10 trạm. Có thể thấy rõ nhiều lợi ích từ việc ứng dụng phương tiện hiện đại trong việc phát hiện và xử lý vi phạm. Nhưng các cơ quan chức năng cũng cần lưu ý đó là tính bền vững của thiết bị, bởi tình trạng sai số, hỏng hóc của các trạm cân trên một số đường cao tốc trong thời gian vừa qua. Vào lúc 1 giờ sáng nay ngày 31 tháng 12, hàng chục cán bộ chiến sĩ công an thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng đã đột kích vào quán karaoke Tina trên đường Trần Phú, phường Blau. Tại đây, lực lượng công an đã phát hiện và bắt quả tang hàng chục thanh niên đang sử dụng ma túy. Qua kiểm tra tại 3 phòng VIP 21, 22 và 23, quán karaoke Tina có tổng cộng 24 nam nữ thanh niên đang sử dụng ma túy. Tại hiện trường, trong mỗi phòng hát đều có một đĩa sứ chứa tinh thể màu trắng nghi là chất ma túy, kèm theo ống hút và thẻ nhựa màu xanh để sử dụng ma túy. Qua kiểm tra nhanh, lực lượng công an phát hiện tất cả số nam nữ thanh niên này đều dương tính với chất ma túy, đồng thời lập biên bản vi phạm hành chính đối với chủ quán karaoke và lấy lời khai những người liên quan để phục vụ công tác điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Chuyển sang các tin tức quốc tế. Thưa quý vị, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres ngày hôm qua đã đưa ra đề xuất cử giám sát viên quốc tế tới hỗ trợ thỏa thuận ngừng bắn ở Libya, nơi các phe phái đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn hồi tháng 10. Tổng thư ký kêu gọi các quốc gia và các tổ chức quốc tế tôn trọng những điều khoản của thỏa thuận ngừng bắn và bảo đảm việc thực hiện thỏa thuận. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc đã đề xuất thành lập một nhóm giám sát bao gồm cả thường dân và quân lính giải ngũ từ các tổ chức khu vực như Liên minh châu Phi, Liên minh châu Âu và Liên đoàn Ả Rập. Các quan sát viên sẽ phối hợp cùng với các lực lượng của Libya trong quá trình đánh giá việc thực thi lệnh ngừng bắn, giúp quân đội nước ngoài và tháo gỡ bom mìn cùng các thiết bị nổ. Theo đề xuất mới của Tổng thư ký Antonio Guterres, các giám sát viên ban đầu sẽ hoạt động ở khu vực tam giác Libya. Dự kiến đề xuất mới của Tổng thư ký sẽ được đưa ra thảo luận trong năm mới. Ngày 30 tháng 12, Mỹ thông báo sẽ tăng thuế đối với một số mặt hàng nhập khẩu nhất định từ Liên minh châu Âu-EU. Quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh Mỹ và EU tiếp tục tranh cãi về vấn đề trợ cấp cho hoạt động chế tạo máy bay dân dụng của Boeing và Airbus. Văn phòng đại diện thương mại Mỹ đã xác nhận cơ quan này sẽ áp thuế bổ sung đối với các linh kiện chế tạo máy bay và một số loại vang không có gas, cũng như rượu cô nhắc và các loại rượu mạnh khác nhập khẩu từ Pháp và Đức. Tuy nhiên, văn phòng chưa nêu rõ thời gian bắt đầu áp dụng các mức thuế mới. Theo tuyên bố ngày 30 tháng 12 của Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ, EU đã tính toán không công bằng mức thuế quan nhằm vào Mỹ và EU cần có biện pháp nào đó bù đắp cho sự bất công này. Hiện EU chưa đưa ra bình luận về động thái trên của Mỹ. Ngày hôm qua, Tổng thống đắc cử Joe Biden đề cử một nhân vật giàu kinh nghiệm của Lầu Năm Góc là bà Kathleen Hicks làm quan chức số 2 của Bộ Quốc phòng. Theo xác nhận của nhóm phụ trách hoạt động chuyển giao của chính quyền mới, bà Kathleen Hicks sẽ là người phụ nữ đầu tiên làm Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ. Bà Kathleen Hicks là một trong những cố vấn đáng tin cậy của ông Joe Biden. Bà cũng là người dẫn đầu nhóm chuyển tiếp Lầu Năm Góc của ông Joe Biden, hiện đang lãnh đạo chương trình an ninh quốc tế tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, từng làm việc tại Lầu Năm Góc với tư cách là một thực tập sinh và thăng tiến trong các cấp bậc. Trong chính quyền của ông Obama, bà Hicks từng tham gia vào một số lĩnh vực về chiến lược, kế hoạch và lực lượng tại Bộ Quốc phòng. Cơ quan sinh học và y học Liên bang Nga thông báo đang phát triển một loại thuốc chữa COVID-19. Nếu như các thử nghiệm lâm sàng thành công, đây sẽ là thuốc kháng virus SARS-CoV-2 trực tiếp đầu tiên trên thế giới. Cơ quan sinh học và y học Liên bang Nga cho biết, kết quả nghiên cứu tiền lâm sàng đến nay cho thấy loại thuốc chữa trị COVID-19 của nước này hiệu quả hơn 99% và có độ an toàn cao. Thuốc chữa COVID-19 của Nga được áp dụng phương pháp etiotropic, có thể trực tiếp tiêu diệt nguyên nhân gây bệnh. Trong trường hợp này là virus SARS-CoV-2, dự kiến loại thuốc này có thể kết thúc thử nghiệm và được cấp phép trong dịp đầu năm sau. Nga cũng đang nghiên cứu một loại thuốc riêng biệt khác để điều trị các trường hợp mắc COVID-19
COVID-19 phức tạp. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thời sự trưa của Truyền hình Nhân dân. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt. Anh Hùng ơi!